Chào các bạn đã đến với kênh Bonsai Miền Tây. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho quý vị cái cách nhân giống cây giữ tiền. Đó, thì hôm nay trước tiên á, thì mình sẽ giới thiệu những cái loại cây giữ tiền ha quý vị. Đó, trước mặt các bạn đây là một cái cây giữ tiền mình mới nhân giống xong ha quý vị. Đó, cách nhân giống rất là đơn giản, dễ làm luôn. Đó, đây, bữa nay nó phát triển khá tốt rồi nè quý vị. Cây lá xanh mượt ha. Đó, như vậy mình trồng cũng khá là vừa rồi. Thì cái cách nhân giống nó như thế nào? Thì theo mình được biết thì hiện tại mình đang nhân giống theo hai cách đó quý vị. Đây là cây kim tiền. Cây kim tiền lá nhỏ quý vị. Xin lỗi, là cây giữ tiền, cây giữ tiền lá nhỏ. Đó. Cây này các bạn có thể chiết ra để các bạn có thể trồng vô cái chậu đặt trước nhà, trước chân phòng. Xem như là một cây phong thủy, một cây cảnh để chúng ta để cho nhà trang trí cho nó đẹp đó quý vị. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ quay kỹ cây này cho các bạn xem ha. Nó về cái thân đó nè, cái thân nó trắng nha. Đó, nó cây là giữ tiền, lá nhỏ, cái thân này nó trắng. Còn ở trên đây thì lá nó nhỏ, nó dài ha. Còn kế bên các bạn đây là cái cây này là cây giữ tiền lá lớn, lá nó to hơn nha các bạn. Các bạn so sánh nè, này hai cây, một loại lá nhỏ, một loại lá lớn. Đây, nhưng mà cơ bản thì cái thân nó vẫn trắng nha. Đó, thân nó trắng như thế này đây. Đó, bạn xem ha, thân nó trắng tươi luôn. Đó, cây này là cây cũng cây nhỏ đây, mình cũng mới nhân giống đây thôi các bạn. Đó, hai cây, hai loại giống luôn. Thì cái cách nhân giống thì hiện tại mình đang nhân giống theo hai cách ha. Thì mình sẽ ra cây mẹ nó, mình sẽ giới thiệu sơ cho các bạn xem. Nè quý vị, đây là cái cây mẹ nó nè, cũng lâu ngày rồi. Lâu ngày rồi bởi vì nó hơi, nhưng mà vẫn tốt nha. Nó đang có cho ra hoa nè. Đó, hoa của cây giữ tiền của mình nè. Đó. Đây rất là nhiều hoa nha. Cây loại lá lớn thì nó ít ra hoa hơn loại lá nhỏ nha quý vị. Đó, thì bữa hổm có hai cây mẹ, cây rất là to là hai cây này nè. Đó, mình đã nhân giống nó ra, nhân giống bằng cách các bạn chặt một cây mẹ như thế này, nó to nó dài á, đôi khi nó không có đẹp hung thì mình sẽ cắt nó ra. Thì các bạn cắt đoạn khoảng gang tay nè, khoảng 15 cm gì đó, một đoạn như thế này đây. Đó, thì bữa hổm thì mình chặt hai cây đó thì mình nhân giống ra được một mớ. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể tách ra, tách cái cây con nè, khi mà cây mẹ nó lên như thế này nha, nó sẽ ra những cái cây con như thế này nè. Nó cây con nó, nó sẽ ra được những cái cây con như này. Bên đây nó chuẩn bị gan cây nè quý vị. Còn cây này là cây mai nha, không phải con đó nha. Tự nhiên cái hạt nó rụng nó cũng rớt vô đây luôn nè quý vị. Nó trồng, kệ mình trồng đi. Bên kia nó cũng ra một cây con nè, đây cái gốc nó nè. À, rồi giờ mình sẽ vô mình coi cái cây rồi cái lá này là lá nhỏ đó quý vị. Lá nhỏ nó lớn lên nè, lớn lên các bạn xem cái lá nè, nó dài ha, không phải như. Để giờ mình sẽ vô mình quay cái cây lá lớn cho các bạn xem. Đây, đây là cái cây mẹ của cây lá lớn nè. Nó mình trồng là bữa nay nó cao, nó cao lắm luôn quý vị, cao bằng khoảng 1m7 luôn, cao bằng mình luôn á. Đó. Đó. Đây. Đó, thấy là trồng trong mát rồi mà nó phát triển rất là tốt nha. Thì hôm trước mình cũng đã chiết một cây thì giống như cái cây kia thì mình cũng chiết như vậy. Mình sẽ cắt những cái đoạn thân nó như thế này nè. Đó, nó cao, các bạn thấy nó cao. Cây này cây con của nó nè. Mình đang trồng trong một cái thùng có mấy cây đây nè. Bữa mình đã chiết một cây à, bây giờ còn 3 cây. Mình để là còn 3 cây. Là một cây mẹ nó lên hai cây con á quý vị. Xem nè, thì mình chặt đoạn, cắt khúc, cây nào dài quá đó thì mình cắt khúc, cây này cái con đó, thì mình trồng, mình chặt ra một đoạn khoảng gang tay mình vậy đó, rồi mình ương nha. Đó, đây cái đọt ở đây nè, nó khi mà nó lớn thì lá nó vẫn bự nha, cái bề bản này nó to hơn. Cây này thì có nhiều người gọi là cây bạch mã hoàng tử đó quý vị. À, một trong những loại cây cảnh, cây phong thủy rất là được ưa thích trồng trước cửa nhà. Đó, cái tên rất là hay.
cây giữ tiền hay bạch mã hoàng tử. Cái cây này nó cũng có bông nữa, nhưng mà lâu lâu nó mới có cái gì, nó ít bông hơn cây lá nhỏ. Nè, trắng, trắng tươi à, cái thân nó cũng trắng tươi à. Cái này cũng vậy nữa. Cái cây lá nhỏ nó sẽ xuyên bông hơn nè, cái bông nó tàn à. Trong đây nè, các bạn có thể bắt gặp cái hoa của cây lá nhỏ, nhưng mà cây lá lớn này nè là mình trồng rất là lâu rồi, hôm trước nó mới ra bông thôi. Đó, giờ mình quay lại mình xem những cái cây này ha. Đây, đó mình ươn nè, mỗi nhánh nó lên được một con. Đây, này chặt ra ba nhánh đó. Nè, đây một nhánh nè quý vị, nó lên được một con ở đây nè, bên đây cũng vậy luôn. Đây một nhánh cao hơn thì nó sẽ lên, nó lên được hai con ha, quý vị xem nè, đây nó lên được hai con, đây hai con, một con hai con. Ở bên đây thì một nhánh này nó lên được một con thôi. Đó, thì từ từ các bạn có thể tách ra mỗi nhánh gì mình trồng được rồi. Đó, mình trồng cái này được ba chậu nha, rồi từ từ nó sẽ nở ra thêm nữa các bạn. Đó, thì các bạn có thể tách cây con ra các bạn trồng luôn cũng được. Rồi bên đây thì cây lá lớn cũng vậy, thì mình không có đợi nó con kịp thì mình sẽ chặt những cái cây già ra, cắt thành từng đoạn á, nó ra như vậy đây. Đó, đây đó, được hai tược, đây con tược à. Về cái giá thể thì không có gì, toàn là cát ẩm á quý vị, cát ẩm pha với một chút đất thịt. Đó, đất miền Tây thì nó có đầy đủ chất dinh dưỡng thôi, theo bạn biết miền Tây mình đất phù sa không à, nên mình không có trộn gì thêm chứ. Ở đây có ươm hai cây lưỡi hổ nữa, mình cũng cắm á, nó cũng sống hết trơn à, dễ trồng lắm. Này bữa nào mình sẽ tách cái thằng này ra, mỗi thằng một chậu. Thằng này thì trồng trước cửa nhà theo như phong thủy là nghe cái tên là nó hay rồi, cây giữ tiền. À, lá nó cũng đẹp ha. À, thì bữa nay mình đã chia sẻ xong cho quý vị về hai cái cây, một cây giữ tiền, nhưng mà hai giống, loại lá nhỏ và lá lớn luôn, có người còn gọi là bạch mã hoàng tử nữa quý vị. Từ tây nó sẽ có những cái tên mà phù hợp cho từng người. Đó, thì cảm ơn quý vị luôn ủng hộ kênh Bonsai Miền Tây. Xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo ạ.